bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Việt Nam là một trong những thị trường hiếm hoi của Uniqlo có dấu hiệu phục hồi. Nikkei Asian Review đưa tin, công ty mẹ của Uniqlo, Fast Retailing, dự kiến sẽ chuyển hướng kinh doanh để phục hồi sau đại dịch COVID-19. Họ đang đẩy mạnh sự phát triển ở Nhật Bản, nhưng thị trường Đông Nam Á và các thị trường phương Tây có phần ảm đạm. Công ty đã tăng được doanh số gần đây tại Nhật Bản với khẩu trang phòng COVID-19. Họ cho biết doanh số Uniqlo tại địa phương sẽ tăng lên 25% trong quý 3/2020 so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Fast Retailing đã hạ dự báo lợi nhuận ròng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 8 xuống còn 85 tỷ yên, tương đương 792 triệu đô la Mỹ, giảm mạnh 47,7% so với mức lợi nhuận 162,5 tỷ yên được công bố trong năm 2019, một phần do giảm chi phí trong quý 4. Trước đó, vào hồi tháng 4/2020, Fast Retailing đã hạ dự báo lợi nhuận sẽ giảm xuống còn 100 tỷ yên. Theo kết quả thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2020 được công bố vào ngày 9/7/2020, doanh thu của Uniqlo đã giảm 15,2% so với cùng kỳ, xuống còn 1,5 nghìn tỷ yên. Lợi nhuận ròng giảm 42,9% xuống còn 90 tỷ yên, phản ánh tác động của các cửa hàng bị đóng cửa ở nhiều thị trường do đại dịch COVID-19. Khi mà nhiều quốc gia mở cửa trở lại nền kinh tế, Fast Retailing mong đợi sự phục hồi ở các thị trường lớn nhất là Nhật Bản và Trung Quốc và bi quan hơn đối với Singapore, Philippines và Indonesia. Tại Nhật Bản, thị trường lớn nhất của công ty này, doanh số bán hàng cùng cửa hàng của Uniqlo đã giảm 34% trong quý 2. Doanh số bán hàng cùng cửa hàng hàng tháng đã giảm tới 56,5% trong tháng 4/2020 do tình trạng khẩn cấp của coronavirus của đất nước. Tuy nhiên, doanh số tháng 6/2020 đã tăng 26% so với cùng kỳ do nhu cầu về quần áo mùa hè. Fast Retailing cũng cho biết họ rất lạc quan cho khu vực Trung Quốc rộng lớn hơn, nơi mà 90% các cửa hàng Uniqlo của họ đã hoạt động vào tháng 3/2020. Takeshi Okazaki, giám đốc của Fast Retailing cho biết, tốc độ phục hồi tốt hơn kỳ vọng trong tháng 4/2020. Tác động của đại dịch cũng bị hạn chế ở các quốc gia như Việt Nam, nơi mà Uniqlo gần đây đã mở cửa hàng thứ 3 và thứ 4. Tuy nhiên, đối với Hàn Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á khác và châu Đại Dương, hoạt động kinh doanh của Uniqlo dự kiến sẽ giảm tới 40% trong quý 4. Thị trường Singapore, Philippines và Indonesia được cho là sẽ suy giảm 50%. Đối với châu Âu và Bắc Mỹ, Uniqlo dự kiến doanh thu giảm tới 50%. Giám đốc của Fast Retailing nói thêm, mặc dù hầu hết các cửa hàng của Uniqlo đều mở cửa, các dự báo vẫn dựa trên giả định về hành vi khách hàng tiếp tục cẩn trọng và số lượng khách du lịch còn thấp. HA, Trí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.